Thuê lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam. Uống rượu bia đặt ngay thuê lái, vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng. Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn. Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước, tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm, chuyến đi có bảo hiểm. Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ tối ngày 15 tháng 10. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức mới nhất trong đêm qua và rạng sáng nay theo khung giờ địa phương. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về ông Zelensky vì hôm qua ông có đưa ra một vài phát biểu khá đáng chú ý. Theo đó, ông khẳng định rằng trong tuần vừa qua, Nga đã triển khai đến 900 quả bom nhắm vào lãnh thổ Ukraine. Thông tin được đưa ra bởi tờ Kyiv Independent. Và nếu đó là sự thật thì có vẻ như quân đội Nga đang tấn công hết sức mạnh tay. Quan trọng hơn, ông Zelensky khẳng định rằng Triều Tiên sẽ sớm gửi lực lượng tới chiến trường để hỗ trợ cho quân Nga. Có vẻ như liên kết giữa Nga và Triều Tiên không chỉ dừng lại ở việc viện trợ vũ khí cho nhau, mà họ còn viện trợ cả quân lực cho nhau. Tiếp tục đến với tình hình tại Transnistria. Trong đêm ngày hôm qua, quân đội Nga đã triển khai đòn tấn công tầm xa nhắm vào sân bay tại Limansk. Đây là một sân bay quan trọng nơi mà quân đội Ukraine sử dụng để sản xuất UAV và sử dụng số UAV đó để tấn công vào Crimea. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác lại cho rằng quân đội Nga khởi động đòn tấn công tầm xa nhắm vào sân bay này là để đe dọa không cho phép Ukraine đẩy lực lượng tới Transnistria. Nếu mọi người còn nhớ thì trước đó, các binh sĩ Ukraine cũng đã lan truyền một tin đồn cho rằng quân đội Ukraine đang tính đem lực lượng tới đánh chiếm Transnistria, một vùng đất nhỏ thuộc lãnh thổ của Moldova. Theo quan điểm của mình thì quân đội Ukraine sẽ chỉ tấn công vào Transnistria nếu tình hình trên tiền tuyến chuyển biến theo hướng quá bất lợi cho Ukraine. Chuyển tiếp tới chiến sự trực tiếp trên tiền tuyến, trong 24 giờ vừa qua có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã phải rút lui khỏi phần lãnh thổ nằm giữa với Zolotaniva và Novodonetsk. Thông tin được đưa ra bởi nhiều nguồn bản đồ khác nhau, bao gồm cả nguồn thân Ukraine. Có thể thấy, tiền tuyến chiến đấu đang thay đổi liên tục trong những ngày vừa rồi. Gần đây, Nga đã chiếm được Levadne và tới thời điểm hiện tại thì là vùng lãnh thổ nằm giữa với Niva và Novodonetsk. Theo như mình nghĩ thì quân đội Nga sẽ cố gắng đẩy Velika Novosinka vào thế gọng kìm, hoặc cũng có thể chiến trường đang diễn biến theo hướng đó ngay trong lúc này rồi. Tiếp tục video với tình hình chiến sự tại Bohoya Valenka. Trong 24 giờ vừa qua, quân đội Nga đã thành công mở rộng vùng chiếm đóng của mình. Với cụ thể hơn, họ đã chiếm thêm một số phần lãnh thổ nằm giữa Boa Velanka và Vulida, và có khả năng là cứ điểm phòng thủ này cũng đã bị Nga chiếm mất. Thông tin trên được đưa ra bởi nguồn bản đồ thân Ukraine. Liên quan đến Katerinivka, chúng ta có một số thay đổi mới về bản đồ. Thay đổi này được xác nhận bởi video sau đây. Như mọi người có thể thấy, đòn tấn công của Nga nhắm vào bờ đông khu định cư đã bị đánh bật bởi quân đội Ukraine. Video này được chấp nối từ nhiều video khác nhau vào với lại, và một đoạn trong số đó đã được định vị chính xác tại đây. Dựa vào video trên thì mình đã cập nhật lại bản đồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, quân đội Nga đã chính thức có mặt tại hướng đông nam của Katerinivka. Tiếp tục với chiến sự tại Kudakhov và Pokrov, thông tin đáng chú ý nhất được ghi nhận tại vùng lãnh thổ nằm giữa Sukhorin và Seledov. Ngày hôm nay, nguồn tin Ukraine đã xác nhận rằng quân đội Nga đã chiếm được tới 90% lãnh thổ khu định cư. Còn một vài dãy công trình Nga chưa chiếm được tại bờ Tây và bờ Nam của khu định cư. Nếu như mọi người còn chưa biết, thì chỉ mới ngày hôm qua, phía Nga đã có đăng tải đoạn video cho thấy quân đội của họ đã giương cao lá cờ chiến thắng tại bờ Tây của khu định cư. Dựa vào video đó, hầu hết tất cả các nguồn bản đồ bao gồm cả nguồn thân Ukraine đã điều chỉnh lại bản đồ cho thấy tiến triển mới của quân đội Nga. Liên quan đến tình hình tại Selidov, chúng ta có thông tin mới tại mỏ than phía Đông Bắc và các cao điểm lân cận. Tiến triển mới của quân đội Nga đã được ghi nhận. Đây là bản đồ ngày 13, còn đây là bản đồ của ngày 14. Mình cũng đã điều chỉnh lại bản đồ dựa vào một video được đăng tải bởi nguồn Ukraine. Trong đó, đoạn video có thể thấy rằng binh sĩ Ukraine đang trú ẩn ở đâu đó tại vị trí này. Từ đó, họ đã quay đoạn video cho thấy chiếc xe quân sự của Nga đang bốc cháy ngay trước mỏ than. Có thể là quân đội Nga đang cố gắng đẩy lực lượng vào đánh chiếm bờ bắc của khu định cư, hoặc cũng có thể là chiếc xe quân sự này đã bị phá hủy sau nỗ lực luân chuyển lực lượng. Chúng ta có thể khẳng định rằng toàn bộ phần lãnh thổ nằm phía sau của chiếc xe tăng bị phá hủy là lãnh thổ thuộc kiểm soát của Nga. Nếu mọi người để ý thì chiến trường nơi đây đang nổ ra liên tục và hết sức ác liệt. Kể từ ngày 10 tháng 10, chúng ta liên tục nhận được các video và thông tin mới liên quan đến sự thay đổi trên tiền tuyến. Đây là bản đồ ngày 8, ngày 9 và ngày 10. Quân đội Nga đã chiếm được hoàn toàn quyền kiểm soát đối với phần lãnh thổ nằm ở hướng tây bắc của Mykhailivka. Ngay ngày hôm sau, chúng ta đã có thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thông tin này.
Tiếp theo đó, thông tin mà Nga tiếp cận mỏ than đã được đăng tải. Quân đội Ukraine thành công một phần trong nỗ lực phản công ngăn chặn đà tiến của Nga. Vào ngày 12 tháng 10, không có thông tin gì mới. Vào ngày 13 tháng 10 có thay đổi mới về bản đồ ở phía bắc của Slidov, cũng như là trung tâm của Slidov. Video này cho thấy Nga đã tấn công tầm xa nhắm vào một cứ điểm tập trung lực lượng tạm thời của Ukraine bằng một quả tên lửa. Video này cho chúng ta biết được rằng quân đội Ukraine đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này. Đến ngày hôm nay thì là thay đổi về bản đồ theo hướng có lợi cho Nga ở bờ Bắc. Như mọi người có thể thấy, giao tranh nổ ra liên miên, lý do là bởi cuộc chiến tại đây chính là yếu tố quyết định bên nào chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ khu định cư. Chúng ta cũng đã bàn luận về vấn đề này trong rất nhiều video trước đó rồi. Bên nào kiểm soát được mỏ than và các cao điểm lân cận là bên đó có được Slidov. Tiếp tục với tiền tuyến khác, quân đội Nga trong 24 giờ vừa qua đã đẩy lực lượng từ Novorodivka qua bờ Tây và thành công chiếm được một vùng lãnh thổ nhỏ. Đây là video xác nhận thông tin trên. Chiếc xe quân sự của Nga đang tấn công thẳng vào vị trí tập trung lực lượng Ukraine. Phía Ukraine thì ngược lại, phản công bằng loạt UAV, đạn pháo và mọi người có thể thấy rõ đoàn xe quân sự đã tiếp cận vị trí tập trung lực lượng Ukraine dọc theo đường cây. Họ đã tiếp cận thành công khu định cư Lysivka và bắt đầu quá trình dọn dẹp lãnh thổ. Về cơ bản thì đoàn xe quân sự đã di chuyển như mình biểu thị. Họ đã dừng xe tại vị trí này và bắt đầu quá trình đổ bộ. Tại Mykolaivka, quân đội Nga bắt đầu quá trình chuẩn bị cho cuộc tiến công bằng nhiều làn sóng đạn pháo dữ dội. Video sau đây cho thấy đòn tấn công chuẩn xác từ hệ thống Krasnopol. Sau đòn tấn công, một vị trí tập trung lực lượng tạm thời của Ukraine đã bị thổi bay. Và có vẻ như quân đội Nga đang cố gắng chiếm toàn bộ phần lãnh thổ nằm về phía nam đoạn thẳng mình biểu thị trên bản đồ. Tiếp tục với video, giao tranh nổ ra ác liệt tại Torez, nơi mà cuộc chiến ở đây đã đi đến những giai đoạn cuối cùng. Đây là đoạn video được định vị tại mỏ than và các cao điểm lân cận. Mọi người có thể nhìn thấy đó là Nga đã hủy diệt khu định cư này đến mức. Đây là hệ quả từ chiến dịch tấn công mà Nga đang triển khai tại vị trí này. Quan trọng hơn, kể từ đầu cuộc chiến tranh giành Torez tới giờ, quân đội Nga đã lần đầu tiên đăng tải đoạn video cho thấy cách mà họ đang hủy diệt chiến trường bằng hệ thống pháo nhiệt áp TOS. Các đòn tấn công nhắm vào mỏ than Torez và có vẻ như quá trình chuẩn bị vẫn đang diễn ra. Nga sẽ sớm triển khai chiến dịch tấn công tổng lực nhắm vào mỏ than này. Đây chính xác là cứ điểm phòng thủ cuối cùng ngăn cách Nga với Kostiantynivka. Chính xác hơn là hai mỏ than và cao điểm vị trí này và vị trí này, nơi quân đội Nga đang trong quá trình dọn dẹp lãnh thổ đối với mỏ than nằm ở phía bắc. Chúng ta cùng chuyển tiếp tới chiến sự tại Chasivya. Trong 24 giờ vừa qua, thay đổi mới về bản đồ đã được ghi nhận. Quân đội Nga đã thành công vượt qua đường kênh Sivek và Donbass tại nhiều vị trí khác nhau. Tiến triển kể trên đã được xác nhận bởi các đoạn video định vị cũng như là các nguồn bản tin đáng tin cậy. Video này thì được đăng tải bởi nguồn Nga, nơi mọi người có thể thấy là quá trình lực lượng đặc biệt Akhmat đang tấn công lực lượng Ukraine đóng quân tại bờ Tây của đường kênh Sivek Donbass. Quân đội Nga thì liên tục di chuyển và cử lực lượng tới ứng chiến. Thay thế đó, họ đang cố gắng tạo ra cho mình một vài cứ điểm phòng thủ sử dụng lâu dài. Tất cả những sự kiện kể trên đã diễn ra chính xác tại phần lãnh thổ nhỏ này. Mình đã điều chỉnh lại bản đồ cho thấy tiến triển mới của quân Nga, nơi mà trước đây từng thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine và giờ đây nó đã chuyển về tay của người Nga. Nếu để ý kỹ thì Nga thậm chí còn thành công tiến vào hệ thống đường hào, cứ điểm phòng thủ dày đặc ở nơi đây. Câu chuyện này tương tự diễn ra tại bờ Bắc, nơi mà quân đội Nga chiếm thêm một phần lãnh thổ nhỏ lân cận khu định cư Rihorivka. Thông tin chỉ được xác nhận bởi duy nhất một nguồn bản đồ của Ukraine. Từ Sivek tới bờ Bắc của Kupiansk hiện chưa có thông tin gì mới. Chỉ có một bài đăng khá đáng chú ý từ phía Nga được đăng tải. Họ khẳng định rằng quân đội Nga đã tại đây đã bao vây thành công nguyên một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới số 66. Nếu mọi người chưa biết thì khu vực này đã được đánh dấu là lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Nga bởi nhiều nguồn tin khác nhau. Nhưng tới thời điểm hiện tại thì lại có bài đăng cho rằng nguyên một tiểu đoàn của quân đội Ukraine lại đang bị mắc kẹt tại đây. Con đường rút lui có vẻ như là vẫn còn nhưng thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng vì chiến trường nơi đây đã bị kiểm soát hoàn toàn bởi UAV của Nga. Chúng ta cùng tiếp tục với chiến sự vùng Kursk. Quân đội Nga gần đây đã thành công tái chiếm lại một phần lãnh thổ lân cận Obukhovka. Thông tin được đăng tải bởi nguồn bản đồ thân Ukraine. Đến ngày hôm nay, chúng ta lại nhận được loạt video mới ghi nhận đòn tấn công UAV nhắm vào lực lượng Ukraine tại phía nam. Tại Sudza có thay đổi mới về bản đồ. Hôm nay các nguồn tin khẳng định rằng quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát đối với khu định cư Tosiluk. Phía Nga cũng đã đăng tải đoạn video cho thấy quá trình họ dọn dẹp lãnh thổ khu định cư này. Như vậy là tại Lyubimovka lại sắp sửa hình thành nên một cái vạc mới. Các nguồn tin khẳng định hiện tại đang có một cả một tiểu đoàn quân Ukraine tại đây bị mắc kẹt mà không có đường nào để thoát thân cả.
đây là tiến triển mới của Nga chỉ trong một ngày duy nhất. Trong ngày hôm qua, họ cũng đã chiếm được Zeleny Sliak, bắt giữ được nhiều lính điều khiển UAV của Ukraine và cùng lúc đó tiến vào khu định cư Lyubimovka từ phía Bắc. Và đến ngày hôm nay thì lại có thông tin về việc Tosiluk sụp đổ dưới tay của Nga. Chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm các thông tin tiếp theo, nhưng có vẻ như tiểu đoàn Ukraine bị mắc kẹt không còn cơ hội để trốn thoát nữa. Và đó là tất cả thông tin có cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.